Đây là chiếc case vegan màu xanh dương dành cho AirPods 3. Và bên trong sản phẩm thì chúng ta sẽ gồm có một case AirPods và một chiếc móc khóa bằng kim loại. Và với thiết kế bên ngoài được làm từ công nghệ silicon cao cấp và bên trong là lớp nhựa sẽ bảo vệ cho chiếc AirPods một cách an toàn hơn. Ngoài ra thì trên chiếc case AirPods này còn được tương thích với lại khả năng sạc không dây. Và đây là chiếc case AirPods.